cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Tuấn Hùng, 38 tuổi, và Hồ Văn Đì, 27 tuổi, cùng ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, để điều tra về hành vi hiếp dâm và giao cấu với người dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, Đì và Hùng là hai anh em ruột. Năm 2016, Đì đã dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu Hồng, sinh ngày 18 tháng 8 năm 2004, ngụ cùng xã. Sau khi thỏa mãn, Đì dọa nạn nhân, cấm tiết lộ sự việc cho người khác. Sau đó, Đì nhiều lần tiếp tục xâm hại tình dục nạn nhân. Đầu năm 2018, Hùng phát hiện em trai xâm hại tình dục đối với Hồng, nhưng không bị tố giác. Người đàn ông 38 tuổi này nảy sinh dục vọng, buộc nạn nhân cho mình quan hệ tình dục. Từ tháng 6 đến tháng 9, Hùng thừa nhận nhiều lần xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi. Cuối tháng 11 vừa qua, Hùng đã nói cho cha mẹ biết việc bị Đỉ và Hùng xâm hại tình dục. Gia đình nạn nhân đã đến công an trình báo. Đến chiều 1/12, Đỉ và anh trai bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Tên nạn nhân đã thay đổi,